Khi đang ôm con ngủ thì trong nhà xảy ra chập điện, chị Lê Thị Hân ở thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã vùng dậy liều mình cứu hai đứa con thoát ra khỏi đám cháy. Tai nạn đã khiến cho người phụ nữ bị bỏng nặng và đang trong tình trạng nguy kịch vì không thể tiếp tục chạy chữa. Tai nạn xảy ra khi chị Hân dùng chăn màn quấn lấy hai đứa con và nhanh chóng được đưa được chúng thoát ra khỏi đám cháy. Khi đưa được cả hai con ra ngoài thì bản thân chị đã kiệt sức, cộng thêm lớp xốp ở trên trần nhà cháy đã chảy hết xuống người chị khiến chị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu. Các bác sĩ của khoa hồi sức cấp cứu, khoa hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia cho biết bệnh nhân Hân nhập viện trong tình trạng rất nặng, diện tích bỏng rộng toàn thân lên tới 70%, trong đó diện sâu lên đến 50%. Bệnh nhân đã được cắt hoạt tử, ghép da tự thân và ghép da đồng loại. Tuy nhiên tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi, phải lọc máu liên tục và thở máy. Các bác sĩ cho biết thêm, ca bệnh chị Hân vẫn có khả năng phục hồi được, tuy nhiên di chứng để lại sẽ là rất lớn. Bệnh nhân sẽ gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống sau này. Vâng, một câu chuyện rất đau xót nhưng mà cũng khiến chúng ta cảm động rất nhiều. Và có rất nhiều những câu chuyện về tình mẫu tử thiêng liêng, về sự hy sinh của người mẹ mà mỗi khi đọc, mà mỗi người trong chúng ta đều không khỏi thấy cay cay nơi khóe mắt. Và câu chuyện tôi chuẩn bị kể sau đây là một ví dụ. Vào tháng 12 năm 1987 thì một trận động đất lớn đã xảy ra ở vùng Armenia thuộc Liên Xô cũ và đã chôn vùi hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn thì có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con thì may mắn nằm lọt được vào trong một khoảng trống nhỏ và tất cả lương thực họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Tất nhiên là chẳng bao lâu thì hũ mứt cũng hết sạch và lúc đó thì đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá!" Và bà Susanna không biết tìm đâu ra nước cho con. Nhưng tình mẫu tử đã gợi cho bà một sáng kiến táo bạo. Đó là bà dùng một miếng kính vỡ để cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Một lúc sau thì nó lại kêu khát và bà lại cắt một đầu ngón tay nữa. Và cứ như thế, cho đến cuối cùng thì người ta đã cứu được hai mẹ con ra. Và sau khi ra ngoài thì bà mẹ cho biết rằng, ở lúc đó tôi biết thế nào tôi cũng chết, nhưng tôi muốn con tôi được sống. Vâng, có câu là một mẹ nuôi được 10 người con nhưng 10 đứa con thì không nuôi nổi một người mẹ. Cha mẹ bao giờ cũng thương yêu con cái vô điều kiện. Nhưng sự thật là các bậc cha mẹ thì cũng rất là buồn lòng khi thấy con cái đối xử với mình không được tốt, nhất là lúc tuổi già hay là bệnh tật. Dù rằng là chuyện nước mắt chảy xuôi nhưng chúng ta có thể đối xử với cha mẹ mình tốt hơn bằng cách đơn giản. Ví dụ như gọi điện cho cha mẹ ít nhất một tuần một lần. Nếu ở trong cùng một thành phố thì hãy cố gắng sắp xếp thời gian để ăn tối với mẹ ít nhất một tuần một lần. Và ngày lễ Tết hãy về ăn Tết cùng cha mẹ. Thực tế điều chúng ta làm còn có thể nhiều hơn nữa, miễn là chúng ta dành tình yêu cho mẹ. Tất cả mọi thứ sẽ đến đều rất tự nhiên.